trời nhưng mà mưa rất là to. Thì mình sẽ điều chuyển là làm clip ở trong nhà. Một trò chơi thử thách là bụng nắp chai nhận tiền thưởng nha cả nhà. Cả nhà không bỏ chén nữa. Hello, xin chào các bạn. Mình là Đẹp Tù Lũng Cởi Vần. Mình đã chuẩn bị sẵn một cây nhựa đấy nhá. Bây giờ là mình sẽ làm đéo để đứng cách xa 5 mét và làm và xoáy 5 vòng. Nó bị che một mắt để che đỉnh phủ nắp chai nhá. Vâng. Người đầu tiên bắt đầu cuộc chơi này là Bần Thải nhá. Mời Bần Thải nào. Anh nào thắng sẽ được bụng này đắp trái thì sẽ được nhận tiền thưởng là 10.000. Ơi người đầu tiên là trượt rồi, nhưng tôi bàn được trái nào. Tôi bàn được trái nào. Rồi mời bạn thứ ba nào. Hiện tại là chưa có thí sinh nào nhận được tiền thưởng là 10.000 hết. Mời bạn thứ ba nào. Mời hiện tại là có 4 bàn chứ bàn nào đạt được như yêu cầu. Mời bàn thể thao nào. Hiện là chưa có bàn, chưa đến 5 bàn nữa mà chưa có bàn nào nhận được tiền thưởng. Hiện tại vòng 1 là chưa có bàn nào nhận được giải thưởng cả. Mời tiếp tục vòng 2 nào. Rồi, người đầu tiên của vòng 2 là đập thế này. Hiện tại là vòng 2 của bàn thứ 2 chưa được nhận quà nhá. Bàn thứ 3 nào. Hiện tại là bàn thứ 3 chưa bùng thở được nắp trái nhá. Bàn thứ 4 nào. Tiếp tục nào. Bạn thứ 4 hiện tại cũng chưa được nhận quà nha. Shutting me out. Start to reach for the sky and nothing's falling down.